Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm tiếp theo là phần thứ tư. Sử gia Will Durant từng nhận định trong cuốn The Story of Civilization, lịch sử văn minh di sản Đông Phương của chúng ta, rằng hoàng đế Ashoka đã gửi các nhà truyền giáo không chỉ đến những nơi khác ở Ấn Độ và Sri Lanka, mà còn tới Sri Lanka, Syria, Ai Cập và Hy Lạp. Các sư sãi này có thể đã giúp đỡ nhiều vào việc chuẩn bị nền tảng cho việc giảng dạy Kitô giáo. Phật giáo đã nổi bật ở vùng phía đông Hy Lạp và trở thành tôn giáo chính thức của các vương quốc Hy Lạp Đông Phương. Kế tục cho đế chế của Alexander Đại Đế như vương quốc Rakopatrian, Việt Nam gọi là Đại Hạ, 250 trước Công nguyên, và vương quốc Ấn Hy Lạp 180 năm trước Công nguyên. Một số nhà truyền giáo Phật giáo Hy Lạp nổi tiếng đã được biết đến như Maha Ramasakita, hay còn gọi là Malinda, và Ramakita, tức là Na Tiên Tỳ Kheo. Và vua Ấn Hy Lạp là Menander I chuyển đổi sang Phật giáo và được coi là một trong những người bảo trợ vĩ đại của Phật giáo. Một số nhà sử học hiện đại cho rằng trật tự tu viện tiền Kitô giáo ở Ai Cập của Theravada có thể là một biến dạng của từ Pali Theravada, một hình thức của Phật giáo, và phong trào có thể gần như hoàn toàn được cảm hứng từ việc giảng dạy và việc thực hành khổ hạnh của Phật giáo. Họ thậm chí có thể là hậu duệ của các sứ giả của Ashoka ở phương Tây. Trường phái Kitô nguyên thủy này đã bị biến mất trong cuộc đại nội loạn Do Thái chống lại Roma năm 115 đến 117. Thiên bản vị chủ cai trị. Mặc dù dựa vào thần linh, trên thực tế thiên bản vị chỉ sử dụng thần linh như là một công cụ, một chiêu bài lừa gạt nhằm mục đích tập kết quần chúng quy về một nhân vật hay một tổ chức chính trị nhằm trục lợi. Nữ giáo sư tối danh dự Sadia Rupre của Đại học Regina, Canada, trong cuốn The Blind of Monotheism, sự tàn lụi của chủ thuyết độc thần, đã đưa ra một nhận định tôi có thể dựa vào đó để nói lên ý nghĩa của mình mà không sợ mình cô độc. Thuyết độc thần làm suy yếu tính hợp lý của con người bằng cách đưa đạo đức xuống cấp thành vương quốc của uy quyền thiên liêng, chứ không dựa vào lý trí hay bằng sự thuyết phục, vì Thiên Chúa là người câm, nên những tên lừa đảo tự bổ nhiệm đã biết lợi dụng tình hình và tuyên bố mình là sứ giả đạo đức của Thượng Đế. Socrates là một trong những người đầu tiên trong số những kẻ lừa đảo này. Chủ nghĩa độc đoán dị hợm đi đối với tính cách phi nhân của họ không chỉ là một cuộc tấn công vào tự do và sự hợp lý của con người, mà là một tội ác chống lại thế giới duy nhất mà chúng ta biết. Khi mà thái độ vô cảm của họ đối với thế giới được kết hợp với vũ khí gây chết người trong thời đại hạt nhân, thì cuộc tàn sát không thể tưởng tượng được cho đến nay là không thể tránh được. Nói tóm lại, sự hồi sinh của các tôn giáo độc thần trong thế kỷ 21 là một thảm họa đối với nhân loại. Sự thật, thời kỳ hoàng kim của văn minh phương Tây đã qua từ lâu, cùng với hô môn của các nhà thơ sầu bi, đại thi hào Hy Lạp thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, được cho là tác giả của hai thiên anh hùng ca trứ danh Iliad và Odyssey. Nếu phương Tây có bất kỳ một giá trị nào đáng để bảo vệ thì đó là các giá trị tự do thế tục của thời đại khai sáng. Thời đại này đã thành công, chí ít là trong tạm thời, đã kiềm chế được sự thái quá của Kitô giáo. Nhưng bất hạnh thay, tuyên ngôn của phong trào khai sáng đối với chủ nghĩa thực dân đã khơi dậy Hồi giáo tái phạm vào sự tàn bạo của thời Trung Cổ. Từ rất lâu tôi không ngừng đưa ra nhận định rằng nhờ kỷ nguyên khai sáng hay giác ngộ đã rửa tội và cải đạo cho Kitô giáo sau cách mạng Pháp năm 1789, mà giáo hội dần biết kiêng kỵ
trước cặp mắt nhìn của nhân loại trên các ứng xử mục vụ. Nhờ đó nó biết suy nghĩ 7 lần trước khi hành động, uống lưỡi 7 lần trước khi nói điều gì. Tội ác của giáo hội La Mã đã giảm đi rất nhiều so với thời trước cách mạng Pháp. Các triết gia của thế kỷ ánh sáng đã không ngừng lên lớp cho liên minh chủ chăn và quý tộc Âu Châu, khiến cho lưỡi gươm và thập giá giảm bớt độ sắc bén hung tàn độc đoán của một thời mà dân Âu Châu phải chịu hai trọng trong ách bóc lột. Bóc lột luôn liên minh bắt kiệt họ để trục lợi. Ngày nay nơi luôn tuôn ra một đống những mỹ từ tuyệt vời nhất của nhân loại chính là Kitô giáo, ánh sáng, thương yêu kẻ thù, hy vọng, hòa bình, liên tôn, anh em, chia sẻ. Ngôn ngữ của Công giáo thường được phát như một cái loa rất giống nhau. Tín đồ chỉ cần vâng lời và học như máy, nói như két, có người sẽ bắt lỗi, nên rất ít có tính độc lập. Mùa vọng được hiểu, được biểu tượng hóa bằng 4 ngọn nến: ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của hòa bình, ánh sáng của tình yêu và ánh sáng của niềm vui. Ánh sáng soi đường chúng ta bước qua những ngày u tối. Cả 4 loại ánh sáng đó luôn cần được chiếu soi suốt cuộc đời chúng ta. Giáo sư Ren của Đại học Stanford đưa ra một suy luận rất chính xác rằng rất nhiều người Kitô giáo ưa chuộng bạo động khi trở thành quốc giáo của đế chế La Mã. Họ không ngần ngại đối xử với bất kỳ ai khác niềm tin với họ theo đúng cung cách mà xưa kia họ từng bị ngược đãi và truy sát. Bạo động vì vậy là phương tiện nhanh nhất và hữu hiệu nhất để Kitô giáo thực hiện những ước muốn và cách hay nhất để tránh bạo động và vẫn thực hiện được ước muốn của mình là nắm giữ thế quyền hoặc phải có ảnh hưởng lên thế quyền. Nên Kitô giáo luôn chen chân vào chính trị, luôn muốn tấn phong hay áp đặt các vị vua. Constantine, ông là một ông vua đầu tiên đạp lên sát quân thánh chiến Kitô giáo mà có chiến thắng. Từ đó đế chế La Mã Tây Phương dần dần rơi vào tay của bọn chủ chăn Kitô giáo Roma. Bọn này còn dám ngụy tạo chiếu thư nhượng đất cho giáo hội thì có việc gì họ không dám làm. Cũng vì vậy giáo dục của Kitô giáo được áp đặt dưới hình thức cai trị, không có giáo dục thuần chất giáo dục. Cứ xem mà cách ăn nói của các cha với đàn chiên trong clip video của Linh Mục Nguyễn Bá Thông thì ai cũng thấy ngay sự hách dịch như thế nào. Chúng ta đã quen với tinh thần tích cực của đời sống Kitô hữu, vâng lời trọng hơn của lễ. Đức vâng lời cần thiết cho mọi người, đặc biệt là những người sống đời tu trì, vì đức vâng lời là một trong 3 lời khấn chính gọi cho văn hóa hơn thì là thanh tuân hoặc tuân phục. Chính Đức Maria trở nên người diễm phúc vì đã mau mắn thực hiện đức vâng lời khi được truyền tin: này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng lời thiên thần truyền. Kitô giáo biến tín đồ họ thành bầy cừu, bầy tôi tớ chỉ biết tuân phục. Cừu thì cần gì giáo dục, chỉ cần thổi còi và dùng gậy. Trên một tạp chí Pháp ngữ khá đứng đắn bàn về đức tin của người Kitô giáo, họ cũng viết như sau: vâng lời là trung tâm điểm của Kitô giáo. Nếu đức hạnh này thấm đẫm trong cuộc đời của Đức Kitô và mẹ của Ngài thì nó cũng thường trực được giới thiệu trong Kinh Cựu Ước. Kinh này kể ra câu chuyện bắt tuân phục của loài người đối với Thiên Chúa. Kết quả là ý muốn của Thiên Chúa là tìm thấy lại sự đối kết của Ngài với mặt thù tạo của mình. Đức vâng lời như vậy được xem như là niềm tin mà chúng ta đặt vào Thiên Chúa. Ai vâng lời là kẻ biết đặt niềm tin và chấp nhận mình phụ thuộc vào Thiên Chúa. Sau đó họ hoan ngôn mỹ ngữ truyền đạo bằng cách tránh tội cha mẹ của chúng ta đã bất tuân lời Chúa, giữ cái tốt lành và cái xấu xa. Tổ tiên ta đã chiều theo ý muốn tự do của mình và đứng về phía của cái xấu. Nghe triết gia Edith Stein, học trò của triết gia Husserl, người bỏ đạo Do Thái cải sang làm nữ Kitô giáo, tán tụng đức vâng lời hay ho như thế nào.
đúng là ngòi bút văn nô. Như nếu tôi là văn kém trình độ cũng dễ dàng say đắm với văn chương khó cưỡng lại của bà ấy như sau. Nhờ có tự do, con cái của Thiên Chúa nghe được tiếng nói của Ngài, không ngừng đi theo ánh sáng của Thiên Chúa. Bà viết trong hôn lễ của con chiên, bà thêm rằng lý trí và ý chí tự do đã đẩy con người đến tự chủ. Dục vọng thiên nhiên đã lạm dụng và sai khiến con người, cho nên không có con đường nào hoàn mỹ hơn để thoát sự kiếp nô lệ này và mở ra con đường hướng đến đấng thánh linh bằng con đường của sự vân phục thánh. Trong sự vân phục, tôi cảm nhận được sự hồn tôi tràn đầy tự do. Điều quan trọng chính là từ chối ý chí của riêng mình. Với một văn phong triết gia, với lời lẽ đậm chất giáo dục, nhưng bên trong lời văn ấy vẫn chỉ là tủ kính trang trí đầy hoa và món hàng văn phục. Mà văn phục tự bản chất không phải là kết quả của một nền giáo dục chân chính. Nền giáo dục chân chính cần có sự vượt qua thầy mình, vượt qua chính mình, vượt qua mọi thành kiến hay khuôn phép xã hội. Khi Kitô giáo luôn bắt văn phục, nhưng Chúa không biết nói và cũng chưa bao giờ xuất hiện. Như nữ giáo sư Sadia Ruth đã lưu ý, vậy thì tất cả văn chương và thi ca dạy con người văn phục Thiên Chúa sẽ được ai đón nhận dưới trần thế? Edith Stein bị Đức Quốc xã giết chết không phải là bà là tu sĩ Kitô giáo, mà là bà mang dòng máu Do Thái. Đang bị Hitler ruồng bỏ để trả thù tội giết Chúa, bà được phong thánh năm 1998. Edith Stein viết rất nhiều tác phẩm có sức thu hút cho công giáo Roma nhờ văn tài và sự thực tâm tu hành của mình. Theo tôi, bà đáng được trân quý nếu người Kitô giáo ai ai cũng hiền lành chung sống hòa bình với xã hội như nữ triết gia Edith Stein. Tôi nghĩ thánh chiến Kitô giáo đã không thể xảy ra cho dù chủ trăng có gào thét kêu gọi. Nhưng thực tế chung quanh tôi thấy có sự thái ngược, bạo lực ẩn núp dưới nhiều hình thức khác nhau, luôn rình rập các tín hữu Kitô. Họ phải sống trong lớp hàng rào kẽm gai, luôn có hàng nghìn cặp mắt của đồng bào đạo theo dõi. Một nhạc sĩ người Bắc di cư khá lớn tuổi gốc Công giáo cho tôi một tin tức thế này: nếu bạn là người Công giáo, bạn bỏ đạo, cả dòng họ bạn sẽ tẩy chay, trù rủa bạn và sẵn sàng gây gỗ hành hung bạn. Ngoài ra, tất cả bạn bè Công giáo hoặc các đối tác làm ăn Công giáo sẽ đồng loạt xem bạn như kẻ thù. Nếu bạn không chịu xưng tội và sám hối trước một linh mục, anh nhạc sĩ này bỏ đạo đã mấy mươi năm một thân một mình ở lại Việt Nam, còn tất cả gia đình đều di cư ra nước ngoài, chưa hề giúp anh một xu nhỏ, dù họ biết anh sinh nhai không dễ. Và dù đã bao lâu, mỗi lần có dịp liên lạc bằng điện thoại, họ đều nhắc anh phải trở lại đạo. Và khi nghe anh trả lời không, họ lập tức trở mặt lạnh lùng. Anh cho tôi biết lúc mới đầu anh rất khó sống với gia đình, họ gây ra chiến tranh lạnh với anh trong nhiều năm, nhưng dần dần họ cũng xa lánh để anh yên. Tôi có hợp đồng với một ca sĩ đạo Công giáo để hát những nhạc phẩm do tôi sáng tác. Cô này cũng do anh bạn trên giới thiệu. Đã có lần cô nợ tôi một giao kèo. Cô cắt liên lạc Facebook, không bắt điện thoại, nhắn tin cô không trả lời. Tôi phải nhờ anh nhạc sĩ đi tìm vì tôi không ở Việt Nam. Anh ấy tìm cô, nói gì đó, cô lại liên lạc với tôi và tiếp tục hợp tác. Chúng tôi cũng rất vui vẻ trao đổi tin nhắn qua Viber hoặc qua Facebook. Có lần cô nói với tôi rằng cô không muốn hợp tác với tôi vì cô đọc trên Facebook của tôi nhiều status chống phá Kitô giáo. Tôi nói với cô ấy, nếu em tìm thấy những gì tôi viết mà không đúng với sự thật, em cứ phản biện, hoặc tìm một linh mục hoặc một tri thức Công giáo phản biện một cách nghiêm chỉnh trong tương kính. Nếu tri ra tôi nói láo, nói bịa điều gì, tôi sẽ xóa bài và xin lỗi. Đồng thời tôi cũng ngay thẳng nói với cô ấy rằng nếu chỉ vì khác biệt và xung khắc tôn giáo mà cô không hợp tác nữa thì cũng không sao. Cô có tự do của cô, tôi có tự do của tôi. Tôi sẽ tìm người khác để trình bày và các nhạc phẩm của tôi viết. Cô ấy hỏi tôi một câu: sao anh ghét Kitô giáo thế mà lại hợp tác với em? Tôi trả lời rằng tôi ghét bệnh ung thư, nhưng lại rất thương ai mắc phải bệnh ung thư. Tôi còn nói thêm: không tìm cách chống lại bệnh ung thư
là bất trí bất nhân. Còn yêu thương người mắc bệnh, đối xử bình đẳng không phân biệt với họ là hợp nhân hợp nghĩa. Cô ấy im ru và cuối cùng lại đồng ý hát cho tôi. Giọng hát của cô ấy khá hợp với nhạc của tôi, cho nên tôi cũng rất mến cô. Cho đến cuối năm 2019, vì một lý do nào đó cô phải chuyển nhà. Cô thiếu tiền, không ai giúp đỡ. Cô đề nghị tôi ký trước 5 hợp đồng để cô có đôi chút ngăn khoản là liệu. Lúc đầu tôi suy nghĩ, nếu ký hết ngăn khoản một lần cho cô rồi cô lại bỏ tôi, cắt đứt mọi liên lạc, thì tôi đành thành ra kẻ dại khờ, bị gạt quá dễ dàng. Tôi hỏi cô cái gì có thể bảo đảm cô không tái phạm chuyện cắt đứt giao kèo. Cô dõng dạc nói với tôi rằng cô đâu thể vì một số tiền nhỏ ấy mà bán đứng danh dự. Hơn nữa cô là người có đạo, người Công giáo không làm những chuyện trái với lời Chúa. Tôi nghe lời nói ấy với sự suy toán rằng cho dù có mất đi số ngăn khoản ấy, tôi cũng chẳng tổn thất là bao. Thôi, cứ coi như mình giúp người ấy trong cơn khó khăn. Nghĩ thế tôi đã chuyển khoản cho cô. Sự hợp tác kéo dài đến khoảng tháng 2 năm 2020. Việt Nam phát động chống dịch Covid-19 sớm hơn các nước Âu Châu. Cô ấy lại than với tôi rằng sự cách ly và nỗi sợ khiến cô không làm ăn gì được. Cô lại muốn tôi ứng trước nữa. Lần này tôi không cho phép mình quá dễ dãi. Tôi đề nghị chỉ biếu cô thêm một hợp đồng, dù cô còn nợ tôi 4 hợp đồng. Cô ấy nhận số tiền và nói rằng cô sẽ hát cho tôi đúng 5 bài. Cuối tháng 2 tôi gửi cho cô một nhạc phẩm. Mãi đến nay đã sang tháng 8 mà cô vẫn chưa giao. Tôi không thúc hối ca sĩ bao giờ, vì hát nhạc không giống với nấu ăn hay quét nhà. Tôi thường nói với các ca sĩ cộng tác rằng hãy hát khi thấy lòng mình hòa vào từng lời từng nốt. Cuối cùng tôi lại phải nhờ anh nhạc sĩ liên hệ với cô. Cho đến nay cũng chưa tìm ra cô. Nhưng theo tôi đoán, có lẽ cô ấy không xấu, chỉ là chịu sức ép của ban nhạc Công giáo mà cô quản lý với số người rất sùng đạo, luôn ca tụng Chúa đứng ở sân sau. Cô đành chấp nhận vì Chúa mà tạo cho mình hình ảnh kẻ quỵt nợ. Đưa câu chuyện này ra không nhằm mục đích bêu xấu cô ca sĩ từng hợp tác, mà làm tôi rung động qua những nhạc phẩm do chính mình viết. Số tiền ấy không đủ để đền bù từng ải cảm xúc vô giá mà tôi rất trân trọng. Tôi không quan tâm đến số tiền, nó đến tay cô ca sĩ cần thiết và có lợi hơn nó nằm trên tay tôi. Chí ít nó giúp nuôi nấng những đứa con của cô ta trong một thời gian khốn khó. Câu chuyện tôi viết ra là để chứng minh tôi tự thân trải nghiệm sự cai trị khắc nghiệt của đôi khi rất tàn bạo của Công giáo đối với con chiên. Dù sự trải nghiệm của tôi chỉ mang tính gián tiếp, có thể nói họ như bầy gia súc tự nguyện được nuôi trong một vựa chăn nuôi khổng lồ có điều kiện để họ không được phát triển tự do như họ muốn. Đúng với lời ca ngợi đời tự do nô lệ của nữ triết gia Aristotle, nhân bản vị chủ giáo dục, tôi thích nhất câu nói của Khổng Tử: vụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần chi viễn chi, khả vị chi hỷ. Câu này nói lên toàn bộ tính nhân văn của văn hóa Á Đông. Mục đích của khoa học nhân văn là tạo ra bổn định và duy trì trật tự xã hội, khiến cho con người chung sống trong hòa bình, hòa hợp, chấp nhận những dị biệt về văn hóa, chủng tộc, nghề nghiệp và giai cấp. Dĩ nhiên khoa nhân văn còn bao quát hơn thế nữa, nhưng tôi chỉ muốn hạn định về đề tài trong phạm vi giáo dục. Vụ dân chi nghĩa, dân ở đây phải hiểu là nhân loại, là xã hội, chứ không phải là dân của một đất nước có tên riêng hay một tổ chức có biên cương như dân Do Thái hay giáo hội được viết hoa. Nên nhớ Khổng Tử sống trong thời chiến quốc, dân nước này sang định cư nước kia, sang quan nước Sở sang làm quan nước Ngụy là chuyện rất thường. Bản thân Khổng Phu Tử cũng đi hết nước này đến nước khác, có khi bị đói meo giữa rừng. Điều này chứng tỏ quan điểm về quốc gia chưa hình thành mạnh. Các chư hầu chỉ là những ông chủ của một vùng đất rộng lớn. Ai cai trị hiền lành, làm cho nó ở cơm áo ấm, thì người dân tụ lại ở đó đông hơn.
Tư tưởng Trung Quân ái quốc chưa được cổ suý như thời Hán, vì nghĩa lớn của muôn dân kính trọng quý thần như không cầu, khẩn mê tín thờ lạy. Đó chính là thái độ của người tri thức. Quý thần là ai? Là tất cả những gì được truyền khẩu, được đồn thổi một cách vô căn cứ, bao gồm ma, quỷ, thần rắn, thần sông, thần núi, thần sấm, thần mưa hay thần của chư thần. Vua trời, vua đất đều là hoang đường. Khi bệnh, nếu thuốc thang chữa trị không khỏi thì chịu chết. Đó là luật tự nhiên, hoàn toàn không thần thánh nào cứu được. Khi nghèo khó phải lê lết tìm đỡ kế sinh nhai, không thể ngồi yên mà cầu vái thần linh, sẽ không bao giờ có ăn, lại làm giàu cho một bọn thuật sĩ tuyên truyền mê tín, tạo ra một tầng lớp lừa đảo làm nhiễu loạn xã hội. Điều quan trọng của xã hội là khả vị tri hỷ, tức là xem trọng tri thức, hiểu biết chân chánh. Chỉ trong một câu ta thấy có ba điều căn bản. Vì dân, cho ta thấy bản chất nhân văn của Nho, của Nho giáo, xem con người là trung tâm của vũ trụ. Quỷ thần kính nhi viễn chi, cho thấy sự nhất quyết tự cầu nơi bản thân, không đứng núi nhân gian nhìn sang núi thần linh. Sống trên mặt đất mà mơ mộng gió mây. Câu này được nhiều câu khác bổ nghĩa, như quân tử cầu chư kỷ, tiểu nhân cầu chư nhân. Người quân tử tự cầu nơi mình, kẻ tiểu nhân luôn cầu khẩn bên ngoài. Hoặc chánh kỷ nhi bất cầu chư nhân, người có tâm chân chánh không cầu nơi kẻ khác. Đối với Nho giáo, cầu nơi người tuy bị xem là tiểu nhân, nhưng cầu khẩn giữa người và người vẫn có thể được trợ giúp. So với suốt đời làm tượng đá Giê-xu, ngước nhìn lên trời với đôi mắt khổ đau tha thiết van xin, thì cuộc đời còn gì ý nghĩa? Cho nên đạo trời của văn hóa Đông Á khác với đạo Chúa, cũng là đạo trời của văn hóa Kitô. Cùng là thiên đạo nhưng nghĩa hoàn toàn khác. Các học giả nghiêm túc người Pháp khi dịch từ ngữ thiên lý sang tiếng Pháp, họ tránh dùng chữ Dieu, God, mà họ hay thường dịch chữ thiên. Vì họ biết chữ thiên không phải là Thiên Chúa, nên họ dịch sang thiên lý thành nguyên tắc của trời cao. Tri thức cho thấy Nho giáo xem trọng sự hiểu biết chân chánh của cách vật, trí tri, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chánh tâm thì không cần sợ hãi thần linh, thành ý là tự cầu nơi mình, và mình là sinh vật linh thiêng nhất của trời đất. Không cầu nơi mình thì làm sao còn gọi là thành ý? Cách vật là quan sát sự vật một cách khách quan, sử dụng tư duy logic. Trí tri là sở học nhờ suy luận, nhờ tri thức của bản thân rút tỉa được từ kinh nghiệm sống, chứ không phải đồ nhai lại của kẻ khác. Ai nhét vào đầu mình cái gì thì nhả ra cái ấy. Có những căn bản vừa nêu thì mới có đường lối để sửa mình tu thân, gánh vác trọng trách gia đình, tề gia, giúp nước trị quốc, làm cho xã hội ổn định, bình thiên hạ. Khổng Tử còn nói ngài không thuyết giảng về những chuyện thuộc bốn phạm trù: quái, lực, loạn, thần. Chuyện quái dị như đi trên nước, biến nước thành rượu hay bay lên trời là những chuyện của phường Mãi Võ Sơn Đông để mê hoặc lừa gạt, không thể được người quân tử nhắc đến hay thuyết giảng. Mà tôi sẽ chứng minh bằng cái nhìn của nữ học giả Selina của Hoa Kỳ. Chuyện bạo lực cũng là chuyện mà các nhà hiền triết không nói ra, vì sẽ tạo cho xã hội quen với bạo lực, xã hội sẽ vì thói quen ấy mà loạn. Chuyện loạn tâm trí là kết hợp của dâm ô, loạn luân, trộm cắp, phản phúc, lừa gạt, sẽ khiến nhân tâm rối loạn, được viết dày đặc trong Thánh Kinh Cựu Ước. Chuyện quỷ thần sẽ khiến con người mê muội, tin vào một quyền năng không có ở thế gian, đánh mất tự chủ của ý chí. Lời giới thiệu cho cuốn sách Và Loài Người đã tạo ra Thượng Đế. Chuyện của thế giới vào thời Chúa Giê-xu của nữ học giả Selina Radi sinh ra từ một người cha Công giáo, mẹ Do Thái giáo cải theo đạo cha, rất có thiện cảm với Kitô giáo, được viết như sau:
Vào thời đại khi Giê-xu được sinh ra, thế giới có đầy dẫy thượng đế. Hàng nghìn thượng đế xô đẩy tranh giành nhau để chiếm được vị trí ưu việt. Tại Syria, những kẻ cuồng đạo tự thiến mình ngay trên phố để trở thành tu sĩ Atagarit, thần sinh sản và hộ trì cho đời sống. Ở Galilee, các đạo gia biến thành rượu chữa lành bệnh, chuột quỷ trừ ma và tự nhận là đấng cứu thế. Hàng ngày, hàng nghìn người đổ xô đến những khu phố tân lập với nhiều sắc dân dị biệt. Thế giới xưa cũ đã bị lên men khi phải trải qua thời kỳ đầu tiên của sự toàn cầu hóa. Và trong sự lên men này, người cai trị và kẻ bị trị đều hướng về tín ngưỡng như là nguồn cho trật tự và ổn định. Thuật sĩ có rất nhiều vào mọi thời đại và ở khắp mọi nơi. Theo như nhận xét của nữ học giả Selina Pranin, nếu Kitô giáo không nhờ có sự ủng hộ của đế quốc lớn nhất đương thời ở Âu Châu và vùng Cận Đông làm hậu thuẫn và ra sức nhồi nhét vào đầu óc của người dân, thì tôi không thể tin rằng loài người có thể tôn thờ những chuyện rẻ bèo, đặc sệt, mùi mê tín như thế. Nhưng Selina Pranin đã nhấn mạnh rằng đó là nhu cầu ổn định xã hội cho kẻ bị trị cũng như người cai trị, và định mệnh đã chọn Kitô giáo làm trung thần của công tay tin. Ngày nay Việt Nam đã không còn ca tụng ông Stalin. Nếu ông Stalin được ca tụng theo kiểu tố hữu tại Việt Nam trong vòng vài trăm năm, thì ông Stalin cũng có thể đi trên nước phục sinh và thăng thiên như Giê-xu. Tóm lại, tôn giáo chỉ là công cụ của nhà cầm quyền để có thể ổn định xã hội theo xu hướng mà quân vương vẽ ra. Tuy nhiên, công tay tin không thể ngờ được vị trung thần mà ông đưa về làm tể tướng của đế quốc Roma sau này lại giả mạo chiếu thư lấy mất của ông toàn bộ đất đai của đế quốc Roma ở phía Tây. Xem xét lại vụ đánh cuộc của Bascon. Tóm lại, con người theo nhân bản vị chính là thánh, chứ không nên làm đền thờ thánh. Ngụy tín rằng Thiên Chúa giáo thay Chúa làm trái đất, đế quốc Đông Tây gặp nhau. Thôi, mình tới đây mình xin tạm dừng ở đây và sẽ làm clip thứ năm nữa đi. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.